để cây cảnh chuyển thành hàng hóa có giá trị, tạo thu nhập kinh tế cao cho người trồng thì phải biết cách uốn, cắt và tạo cành. Nếu ta không nắm vững nguyên lý cơ bản này thì cây không có tác dụng, tốn công ươm trồng và chi phí chăm sóc. Trong chương trình trước, tôi đã học được phương pháp trẻ, uốn cành và xác định vị trí cho cây. Không dừng lại ở đó, hôm nay tôi tiếp tục học hỏi phương pháp tạo các kiểu cành phù hợp với từng loại cây để nâng dần tầm cao làm cây cảnh nghệ thuật. Tạo cành cây như thế nào để cho cây nó đẹp? Cành cây có vai trò rất đặc biệt bởi vì nó là những cái nét cách điệu thể hiện người tác giả muốn gửi tâm tư, tình cảm của mình vào cái cây như thế nào. Và tác giả cũng gửi đến công chúng, thưởng lãm cái thông điệp gì, mình muốn nói điều gì thì thông qua cái cành cây để biết rằng là cái vai trò của tạo cành là cái khâu quyết định, rất quyết định cho cây cảnh. Khi cây phôi trồng ở trong vườn, ngoài bãi hay mọc tự nhiên thì không thể gọi là cây cảnh hay bonsai được. Lúc này cành còn dày, lá sung xuê, thế cây chưa phô diễn được dáng vẻ. Đây là một loại cây phôi chưa vào thế. Vậy thưa bác, để cây phôi này vào thế tạo được các kiểu cành thì ta phải làm như thế nào? Trước hết, để tạo cành cho cây phôi, chúng ta phải cắt bớt những cành thừa đi để cho chúng ta trông rõ cái đường nét của thân cây. Do đó mà ta sẽ quyết định lấy cành nào và làm cành kiểu gì. Thì trước hết là chúng ta cắt cho nó khỏi những cái rối rắm này đi. Vâng, đây những cái cành thừa ta bỏ đi. Những chỗ này thừa ta cắt đi. Như cây cành này. Đấy, những cái nhánh này thừa bỏ đi. Đây, những cái nhánh này thừa bỏ đi cho trông nó có sáng cây. Đây, cành này mọc không cần thiết, bỏ. Bỏ đi, bỏ thoát thưa cái đấy. Cháu sợ cháu không biết cháu sẽ cắt hết thì sao? Không. Trước hết là thế này này. Người ta trông những cành nào nó to gần tương xứng với cây. Ít nhất nó bằng 2/3 đường kính của cây tại cái điểm xuất phát này này thì ta giữ lại. Còn những cái dăm con này nó không có giá trị gì cả. Thì ta phải bỏ đi. Đây, những cái này là cái cành quan trọng phải giữ lại. Cái này ta tạm thời giữ lại. Thế còn khi cắt bỏ đó, thì trước hết cho nó an toàn đấy, là ta bớt lại khoảng 25-30 phân. Ta bớt lại 25-30 phân. Ví dụ như đây, ta hạn cắt ở đây, để lại trong này khoảng 30 phân. Để sau này có thể nhớ ta phải chỉnh lý. Đó, thế. Sau, vâng. Cách thân cây. Vâng, cách như thế. Thì cái cành chỉ để như thế là vừa. Đấy. Những cái cành nào mọc ở phía trên đồi lên bỏ đi. Đấy, đấy bỏ đi, bỏ sát. Bỏ sát. Đấy. Cành dài dài qua bỏ đi. Đấy, 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 đấy. Trong lúc loại bỏ cành thừa, tôi luôn cầm kìm cẩn thận và khéo léo luồn sát thân cây, bấm dứt khoát, không để lại sơ gây hoại tử tế bào gỗ. Việc loại bỏ này nhằm mục đích để cây lộ ra thân chính, để ông Đức hướng dẫn tôi thực hiện công đoạn tiếp theo. Ta tính xem cái tử này ta lấy mấy cành. Giả dụ như ta lấy hai cành một ngọn. Cái tử là cái nào đâu bác? Tử đây, cái thân chính đây. Thân chính là... Có một cái thân con mọc ra ở ngay sát rễ cây. Thì ta gọi là, mà nó nhỏ hơn thân này. Nhỏ hơn thân này. Thì ta gọi đây là thân tử. Đây là thân phụ. Đấy, đây là thân tử. Thế thì như vậy ta tính xem cái này để lại. Trước hết ta cắt đi 20 phân, để lại 20 phân đã. Đấy, để cho sau này ta tính. Đấy. Nếu mình cắt cụt quá thì... Cắt cụt quá sao mà nhỡ cần không có thì lại mất cắt mất rồi. Cho nên sau khi quá trình làm mình sẽ tính toán. Mình giữ lại cái nào và cái nào giữ. Lúc bây giờ sẽ tính cụ thể. Thì bây giờ nó đang rối tinh nhưng mà mình cũng không thể tính chính xác được. Bây giờ nó là sơ bộ. Sơ bộ thì mình hãy cứ để lại 20 phân đề phòng. Sau khi ta đã cắt bỏ tất cả những cành tay thừa của cây đi rồi, ta trông thấy cây đã thoáng ra và ta quyết định sẽ lấy mấy cành và làm những cành gì. Thì như cây này, ta chỉ lấy hai cành thôi. Một cành bên phải, một cành bên trái. Và đây là ngọn cây. Ngọn cây là phía bên trên. Ngọn cây là trên này. Một kinh nghiệm là đừng tham cố tạo bốn cành một ngọn, lại nuôi tiếp một cái
thân nhỏ lên đây để tạo hai cành nữa, thì cây này nó bé quá, lên đây nó đuối quá, và chầm cái cây nó yếu hẳn đi, mà nó trở thành rối rắm ra. Cho nên ở như cây này chỉ lấy hai cành một gọn là vừa. Đấy, đừng tham, xin nhớ là đừng nhiều chi tiết. Như cái cây này thì để cho thế cây nó đẹp phù hợp các kiểu cành, cháu muốn tạo cụ thể lên đây thì làm một cách nào? Cái cây này chúng ta có thể tạo một cành phóng. Cành phóng là cành được kéo dài gấp 2-3 lần cành bình thường. Cành bình thường ví dụ như chỉ 30 phân thôi, thì cành phóng có thể phóng ra đến 90 phân. Thì cành phóng để làm gì? Để tạo những cái nét, cái điểm nhấn, nét đột ngột, một nét cắt sắc trong không gian, một như một tia chớp trong không gian đó, như này phóng ra rất đẹp, phóng ra tạo cho cái cây cái vẻ hùng dũng khỏe mạnh. Đây, những cái cành này ta sẽ cho nó phóng dài ra đây, phóng dài ra đây. Thì muốn như thế thì ta phải dùng dây kim loại để ta uốn nó. Thì ở đây chúng ta bắt đầu quấn dây kim loại vào, nhớ quấn móc vào cái cành này một chút để giữ chặt cái cành, đồng thời tránh cho cái cành này khi ta uốn nó khỏi toác ra khỏi cái thân chính này, cái quan trọng chỗ đó. Ta quấn sang đây, rồi ta quấn trở về đây và ta quấn nó. Quấn về cái phía mà khi ta định vặn sang trái thì ta quấn cái vòng nó chạy sang phải. Thế nếu khi ta định vặn sang phải thì ta lại quấn cho cái vòng nó chạy sang trái. Thì như vậy nó mới tạo ra cái lực để uốn cây. Thế mình quấn ngược nó thì... Quấn ngược thì lực sẽ yếu đi, sẽ yếu đi, không có tác dụng. Việc vặn xoắn để tạo cành phóng sau khi cuốn dây không hề đơn giản. Vì vậy, tôi cần tập trung theo dõi ông Đức hướng dẫn và nắm bắt từng động tác để khi thực hiện không bị sai lệch. Tuy là cành phóng, nhưng người ta không lấy một cành thẳng đuỗn từ trong ra ngoài như thế này, mà người ta vẫn tạo cái đường rích rắc cho cái cành nó đi một cách rích rắc. Mà ở mỗi chỗ rích rắc gọi là cái điểm dương á, cái đầu của điểm dương đó, thì người ta lại tạo một cái tán lá nhỏ, một cái tán lá. Thế như vậy thì cái cành nó sẽ gồm có nhiều tán lá hợp lại thành một cái cành chung, chứ không phải là một cái tán lá tùm như kiểu cây cành cổ. Thế như vậy thì từ trong ra ngoài ta tạo đi, tôi lại tạo vặn cái cành này vào đây. Để cái này, đây là tạo nhánh thứ nhất, đây là nhánh thứ hai. Rồi tôi đánh cái cành này ra ngoài. Đây, đấy, cái cành này sẽ cho chạy dài ra. Và tùy theo cái vị trí mà tôi lại có thể lấy một nhánh ở chỗ này. Cái này là nhánh chỗ này trùng vào đây rồi, thì tôi lại lấy một nhánh sang nó đối diện sang bên này để làm cái nhánh ở bên này. Rồi ra đây thì tôi lại có thể lấy một nhánh nữa, tùy theo khi này nó phát triển. Thì cái cành này để nuôi dài, tiếp tục dài ra khoảng độ 1 mét. Vâng, như vậy ta gọi là cành phóng. Thế đây có thể ta lại uốn, ta lấy cái nhánh ta lại uốn thế này. Đấy, để cái này ra đây là điểm dương, để lấy một nhánh cho cái chỗ này, một bông, một nhánh cho cái này. Và đến đây ta lại có thể uốn lượn lại thế này. Những cái dăm nhỏ này này, ta để nuôi cho nó lớn. Sau ta sẽ bố trí uốn nó, để bố trí nó thành từng cái lớp, đi từ từ đi giả xuống, như là những cái bậc của đám mây á, gọi ta gọi là thang mây, nó đi từ từ ra như thế này. Cái cây này thì lấy cái phóng ra như bằng tầm nào thì vừa? Vâng, cành phóng thì thường người ta lấy theo cái chiều cao của thân cây. Ví dụ như thân cây cao 80 phân thì cái cành phóng cũng ra 80 phân là nhiều. Tức là tính từ thân cây ra đến vâng từ cái đầu cành, từ gốc đầu cành ra đến đầu cành này 80 phân. Là 80 phân. Cây mới 1 mét cân, thì ta cũng... thì ta cũng lấy 1 mét. 1 mét. Thì như là tương xứng với nhau. Và bà xin nhớ là một cây chỉ nên làm một cành phóng thôi, chứ không phải phóng, cái cành nào cũng phóng loạn lên thì nó lại trở thành vô duyên. Chỉ lấy một cành phóng là một điểm nhấn nghệ thuật cho cái cây đó thôi. Học theo cách cuốn cây, tôi gỡ dây kim loại nắn thẳng,
rồi móc nối vào cành đoạn tiếp giáp với thân cây và bắt đầu thao tác. Khi dây theo cành đến vòng thứ 3, tôi kịp nhận ra vòng quấn quá dày. Vì thế, tôi phải thực hiện lại. Rút kinh nghiệm, lần này tay tôi mềm dẻo hơn nên dây đi rất đẹp. Không dày hay thưa quá, cành cây không bị lỏng dây hoặc siết chặt. Nếu tôi không làm đúng như vậy thì tốn nhiều dây, cây sẽ hỏng. Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục vặn cành tạo phóng. Lần này, tôi có cảm giác sợ gãy cành tại những điểm uốn rích rắc, nên động tác vừa nắn vừa thả nhiều lần. Cuối cùng, cành đã thành nếp tạo tán, tạo bông. Không phải cây nào cũng tạo ra kiểu cành phóng như vậy. Căn cứ vào thế mà đề ra thủ pháp chọn cành cho thích hợp. Cây trồng thẳng khác với cây nằm ngang. Điều đó đòi hỏi tôi phải có tính cảm thụ về nghệ thuật bonsai. Đối với những cây trồng theo kiểu khác thì có cách tạo cành phóng khác một chút. Ví dụ như cây này được trồng hoành, tức là trồng ngang, nó chạy ngang với mặt chậu, thân cây chạy ngang với mặt chậu, thì cành phóng phải phóng dở lại phía sau. Đây. Sao nó lại không phóng được phía này ạ? Để tạo cái đối trọng. Vì trọng lực của cây lao ra phía trước thì đối trọng phải lao về phía sau để tạo cái đối trọng. Như vậy tạm cảm giác cân, nó cân đối về trọng lực thì như vậy là nó bền vững mà nó cân đối. Hoặc là cây như thế này. Đây là cây hoành trồng ngang so với mặt chậu. Thì cái cành ở phía trước, như hôm tôi nói, không được lấy cành phóng, bởi vì nó che mất cái thân cây này. Mà ta phải lấy cây ở mặt bên kia, mặt sau, cho phóng về phía gốc cây để tạo cái đối trọng. Như là cây lực cây lao ra đây thì cành này kéo lực trở lại để tạo cái đối trọng cho cây có cảm giác cân bằng. Hài hòa. Và cành phải ở phóng ở bên này để khỏi che mất cái thân này. Nếu cái cành phóng ở đây thì che mất toàn bộ cái thân này thì cái vẻ đẹp nét đẹp của thân nó che mất rồi. Cho nên phải lấy cành phóng ở bên mặt sau. Trường hợp nếu cây trồng siêu, tức là trồng nghiêng so với mặt chậu, mà nếu tôi chỉ lấy hai cành một ngọn thôi thì cành ở phía trước không được phóng, thu ngắn lại. Cành ở phía bên sau, phía bên kia cho phóng trở lại theo cái chiều siêu của thân cây để tạo, cũng tạo cái sự cân bằng và cái nét nghệ thuật nó mềm mại, nó hài hòa hơn. Trong trường hợp cây siêu lấy 4 cành một ngọn thì đây, cành số 1 đây, cành số 2 bên kia, cành số 3 phía trước đây, cành số 4 được phép ở trên lưng của cây và cho phóng dài theo xuống thân cây. Đấy. Nếu mà lấy cành số 2 phóng dài thì không được, thì không được. Thì nó không hay. Thì cái cành trên này nó dở lơ lửng ở đây rất dở. Mà cái cành này ở đây nó phóng dài theo cái thân cây này, nó điệu nghệ hơn và nó cân đối về lực hơn. Mục đích tạo ra cành buông để làm tôn dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển, nhằm che đậy thân cây không bị trơ và cứng. Thông thường, mỗi cây chỉ tạo được một cành buông làm điểm nhấn về nghệ thuật. Cành buông là một cành, một cái nhánh của một cành được lấy thẳng xuống song song với thân cây, tạo thành một góc 90 độ thẳng song song với thân cây. Lao xuống đến đâu là tùy. Tùy cái độ cao của thân cây này mà ta cho cái cành này buông đến đâu là tùy mình. Thế bây giờ, ở đây tôi lựa chọn cái nhánh này làm nhánh buông xuống. Tại sao tôi chọn cái nhánh này để buông xuống? Buông xuống bởi vì như là cái người cha buông cánh tay xuống để dìu dắt cho đứa con. Cho nên tôi tạo cành buông ở chỗ này để cho nó gần tiếp xúc đến cái đứa con này. Thế bây giờ, ta có thể quấn dây để ta tiếp tạo một cành buông. Quấn thì quấn một đường 45 độ
là ưu điểm nhất, là tạo ra lực nhiều nhất, chứ không cần quấn xít quá, mà không nên quấn thưa quá thì cũng không có lực. Đấy, quấn vừa phải, vừa chặt tay thôi, vừa chặt tay, đừng lỏng quá mà đừng chặt quá, vừa vừa tay. Ta quấn đến cái chỗ mà nó có cái những nhánh rẽ đó thì ta sẽ tính, ta tạm thời đến đây ngừng để tính. Tính xong thì ta lấy cái nào làm nhánh thì ta lại quấn tiếp. Cái nào làm cành tiếp tục đi xuống, cái nào làm nhánh thì ta lại tính tiếp. Như thì trên ta, cái cành này thì tính thì ta nào? tính đến cái chỗ cái nhánh chỗ này thì ta dừng lại. Dừng lại ta có thể uốn được rồi. Vì nó cho phép ta là cái lực có thể uốn được rồi. Uốn tại điểm nào? Vâng, uốn thì bây giờ ta giữ một tay vào đây. Giữ một tay vặn chỗ này để cho nó đi xuống. Uốn vào sát cây có được vâng, không? Không, chỉ cho song song thôi. Chỉ đến song song với thân cây thôi. Vâng. Theo... Vâng, song song với thân cây. Song dọc theo thân cây. Ta quấn tiếp sang đây. Đây có hai nhánh thì ta lấy một nhánh thẳng xuống tiếp. Vâng, một nhánh thẳng xuống tiếp. Một nhánh lên đây. Quấn dây về phía cái nhánh vâng, bên cạnh. Nhánh bên cạnh. Theo dõi ông Đức tạo kiểu cành buông, tôi mới hiểu nguyên tắc của cây thì cành phải để tán, kéo bông. Do vậy, khi dây uốn đến dăm cũng được ông phân tích kỹ lưỡng.